Thống kê trong nhiều cuộc chạm trán với đội tuyển Indonesia ở cấp độ khác nhau trong suốt một thập kỷ vừa qua, người ghi nhiều bàn thắng nhất bên phía đội bóng của Việt Nam là trung vệ Quế Ngọc Hải với 4 bàn. Cách đây 10 năm, tại giải vô địch U19 Đông Nam Á năm 2011, Quế Ngọc Hải đã đóng góp một bàn thắng trong chiến thắng 6-1 của U19 Việt Nam trước U19 Indonesia. Tiếp đó, trung vệ này cũng là người phá lưới Indonesia tại vòng đấu bảng AFF Cup 2014 trong trận hòa 2-2 trên sân Mỹ Đình. Còn gần đây nhất, thủ quân của đội tuyển Việt Nam đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Indonesia từ chấm phạt đền trong chiến thắng 3-1 ở trận đấu diễn ra tại Bali thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Nằm trong nhóm các chân sút chơi ở hàng thủ, ghi được bàn vào lưới đội tuyển Indonesia, còn có các cái tên khác như Văn Hậu, Văn Thành, Việt Anh, Duy Mạnh và Thành Trung. Tại SEA Games 30, Thành Trung đã ghi bàn thắng đánh dấu cho cuộc ngược dòng đầy ngoạn mục của U22 Việt Nam trước U22 Indonesia trong cuộc đối đầu tại vòng bảng. Nhưng đáng chú ý và nổi bật nhất là cú đúp vào lưới U22 Indonesia của Văn Hậu trong trận chung kết SEA Games 30. Hai pha lập công này đã góp phần quan trọng đem về ngôi vô địch môn bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á cho Việt Nam sau hơn nửa thế kỷ chờ đợi. Trong khi đó, các tiền vệ của bóng đá Việt Nam cũng không hề kém cạnh các đồng đội ở khả năng phá lưới đội bóng xứ Vạn Đảo. Bốn tiền vệ của đội tuyển Việt Nam gồm Xuân Trường, Hồng Duy, Hoàng Đức và Đức Huy cũng đều đã được tận hưởng niềm vui ghi bàn vào lưới Indonesia. Thậm chí, siêu phẩm mà Hoàng Đức lập nên tại SEA Games 30 là một trong những bàn thắng đẹp mắt và để lại nhiều ấn tượng đặc biệt với người hâm mộ. Riêng với ba tiền đạo Văn Toàn, Công Phượng và Tiến Linh, ít nhất một lần ba chân sút này cũng đã ghi bàn vào lưới Indonesia ở các giải đấu khác nhau. Trong đó, gần đây nhất là bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại vòng loại World Cup 2022 do công của Tiến Linh. Bàn thắng này đã dập tắt mọi hy vọng ngược dòng của đội bóng xứ Vạn Đảo trong trận đấu có kết quả chung cuộc là 3-1 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Thống kê cho thấy 13 chân sút ở đội tuyển Việt Nam, dù ở bất kỳ vị trí nào, từ trung vệ đến hậu vệ cánh, tiền vệ hay tiền đạo, đều có duyên ghi bàn vào lưới Indonesia ở mọi giải đấu, từ cấp độ đội tuyển trẻ đến thi đấu giao hữu hay thi đấu chính thức. Điều đặc biệt, đại đa số trong 13 cầu thủ này đang là các trụ cột không thể thiếu của đội tuyển Việt Nam thời điểm hiện tại, và cái duyên ghi bàn vào lưới Indonesia mang lại ít nhiều lợi thế và sự phấn khích về tâm lý cho các học trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước cuộc đọ sức với đội bóng xứ Vạn Đảo vào ngày 7 tháng 6.